Video cứu hộ 21 người trên tàu có thủy thủ Việt thiệt mạng do bị Houthi tập kích. Hải quân Ấn Độ đã đến giải cứu tàu chở hàng bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm một thủy thủ Việt Nam. Theo hãng tin RT, hoạt động giải cứu được Hải quân Ấn Độ triển khai sau khi tàu MV True Confidence thuộc sở hữu một công ty ở Liberia và treo cờ Barbados bị nhóm vũ trang Houthi phóng tên lửa tấn công gần thành phố cảng Aden vào ngày 6 tháng 3. Hậu quả, 3 thủy thủ đã thiệt mạng, bao gồm một người Việt Nam và khiến một số người khác bị thương nặng. Sau khi bị tên lửa tấn công, thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu True Confidence và dùng xuồng cứu sinh. Tàu chiến INS Kolkata của Ấn Độ đã được báo động về sự việc nói trên. Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ cho biết 21 thủy thủ trên tàu True Confidence bao gồm một công dân Ấn Độ đã được giải cứu bằng trực thăng và thuyền. Những thủy thủ bị thương đã được hỗ trợ y tế. Sau đó, họ đã được đưa đến Dibuti. Đoạn video do Hải quân Ấn Độ đăng trên mạng xã hội X trước đây là Twitter đã ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình giải cứu. Phát ngôn viên của Houthi là Ania Sari đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công tên lửa tàu True Confidence khiến con tàu bốc cháy. Ông Sari nhấn mạnh, Houthi sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ, chừng nào Israel dừng chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Trong những tuần gần đây, Mỹ và nhiều nước đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Houthi ở Yemen, cũng như chính thức liệt Houthi và danh sách khủng bố. Ấn Độ đã tăng cường cảnh giác trên biển Ả Rập bằng cách triển khai khoảng chục tàu chiến và máy bay trinh sát, Ấn Độ coi các cuộc tấn công của Houthi là mối lo ngại lớn bởi nước này có thể mất hàng tỷ đô la Mỹ xuất khẩu do tuyến đường vận chuyển quan trọng bị gián đoạn và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao. Hồi đầu tuần, tàu chiến INS Kolkata cũng đã hỗ trợ tàu chở container MSS Sky 2 treo cờ Liberia sau khi con tàu bị bốc cháy do trúng đạn gần Aden. Houthi đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công nói trên. Công ty MSS của Thụy Sĩ là chủ sở hữu của con tàu cho biết vụ tấn công làm xuất hiện đám lửa nhỏ trên tàu và may mắn không có thủy thủ nào bị thương. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại lưỡng viện quốc hội vào tối mùng 7 tháng 3, theo giờ Mỹ. Đây là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đây là lần đọc thông điệp liên bang thứ ba của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức đầu năm 2021. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden vừa có những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba vừa qua và đang tiến gần tới suất đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Thông tin từ một số quan chức nhà trắng cho biết, trong thông điệp liên bang của mình, Tổng thống Biden nhấn mạnh các thành tựu chính quyền của ông đã đạt được trong 3 năm qua, đặc biệt là về kinh tế cũng như khái quát tầm nhìn của ông cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden dự kiến đề cập tới đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng giúp nâng cấp hệ thống cầu đường trên cả nước cũng như đạo luật chip và khoa học đầu tư hàng triệu đô la cho việc sản xuất chip bán dẫn trong nước. Một số thành tựu dự kiến cũng sẽ được tổng thống Biden nhắc tới, đó là việc giảm chi phí cho người dân, giảm giá thuốc và chi phí chăm sóc sức khỏe, đề xuất tăng thuế đối với giới siêu giàu và các tập đoàn, các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản và dân chủ cũng như ngăn chặn fentanyl. Về chính sách đối ngoại, tổng thống Biden sẽ đề cập tới vấn đề bất ổn toàn cầu với các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông, cùng với căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Nga. Tổng thống Biden dự kiến cũng công bố kế hoạch xây dựng một cầu cảng ở bờ biển Gaza nhằm thúc đẩy việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào khu vực này. Việc đọc thông điệp liên bang được cho là đòn bẩy cho các nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Biden khi chương trình này sẽ được phát trực tiếp vào giờ vàng với hàng triệu người theo dõi trên khắp nước Mỹ. Thưa quý vị, cuộc đua sơ bộ được cho là không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Với chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba và không có đối thủ cạnh tranh, tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump chỉ cần một thời gian ngắn nữa là chính thức có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để chính thức tái đấu với nhau vào tháng 11 tới. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 3 đã tuyên bố dừng cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Với quyết định này, ông Donald Trump trở thành ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ở phía đảng Dân Chủ, ứng cử viên Dean Phillips, hạ nghị sĩ bang Minnesota cũng đã tuyên bố rút lui. Việc ông Philip từ bỏ cuộc đua khiến nhà hoạt động chính trị Marianne Williamson trở thành đối thủ cuối cùng còn lại của Tổng thống Biden cục diện cuộc đua sơ bộ ở mỗi đảng đã mất đi sự kịch tính khi ưu thế áp đảo hoàn toàn thuộc về tổng thống joe biden ở phía đảng dân chủ và người tiền nhiệm donald trump bên đảng cộng hòa cho đến thời điểm này người dân mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục tái đắc cử thấp hơn ông Trump. Theo một số kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Biden có khoảng 43 đến 44% cơ hội tiếp tục ở lại Nhà Trắng, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là khoảng 46 đến 48%. Dù không phải là màn tái đấu lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng cuộc bầu cử năm nay vẫn được đánh giá là sẽ chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ nước Mỹ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên nhiều tuổi như vậy, khi ông Joe Biden đã 81 tuổi và ông Donald Trump đã 77 tuổi cũng chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại, họ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên tiềm năng và đều từng là tổng thống Mỹ nhưng lại có tỷ lệ ủng hộ thấp như hiện nay. Chưa bao giờ có một chiến dịch tranh cử nào lại diễn ra theo kiểu một cựu tổng thống phải đối mặt với hàng cáo buộc hình sự và nhiều vụ kiện dân sự khác, trong khi đó tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với những hoài nghi về tuổi tác và thể lực để tiếp tục phục vụ vai trò tổng thống. Theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal, ông Biden sẽ phải thuyết phục một lượng lớn người dân Mỹ rằng ông có đủ trí lực để đảm đương vị trí được coi là khó khăn nhất thế giới, vì gần 3 phần tư số cử tri cho rằng ông đã quá lớn tuổi để tái tranh cử. Ông Trump sẽ phải thuyết phục cử tri rằng các cáo buộc hình sự và các vụ kiện dân sự bất lợi sẽ không theo ông vào Nhà Trắng và cản trở hiệu quả công việc của ông. Cuộc thăm dò của Wall Street Journal cho thấy nếu ông Trump bị kết án, điều đó sẽ làm tổn hại đến vị thế chính trị của cựu tổng thống. Ilen Kamak, thành viên cấp cao về nghiên cứu quản trị tại Brookings và là thành viên của ủy ban quốc gia Đảng dân chủ cho biết, nếu bạn định sử dụng cụm từ chưa từng có tiền lệ thì đúng là như vậy. Ông Donald Trump là một nhân vật độc nhất vô nhị trong nền chính trị Mỹ khi ông không phải là người lãnh đạo một chính đảng được thống nhất bằng một triết lý điều hành nhất quán, mà là người chỉ huy một phong trào được xây dựng dựa trên cá tính của ông. Ông Trump đã thay đổi hầu hết mọi kỳ vọng về cách thức tiến hành các chiến dịch, bao gồm cả việc tìm cách giao tiếp trực tiếp với những người ủng hộ thông qua nền tảng truyền thông xã hội của riêng ông. Ông Trump cũng đã phá vỡ truyền thống khi dành nhiều thời gian để công kích những đối thủ ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa của ông. Và thời điểm này, những gì mà các ứng viên thường làm là cố gắng đoàn kết nội bộ đảng của mình và thu hút những cử tri đã ủng hộ các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, cả ông Trump và ông Biden đều đã hiểu quá rõ về những gì một chiến dịch tranh cử quốc gia thường đòi hỏi. Đối với ông Trump, đây sẽ là lần thứ ba ông tranh cử tổng thống. Còn đối với ông Biden, đây sẽ là chiến dịch tranh cử thứ năm của ông với tư cách là ứng cử viên tổng thống hoặc phó tổng thống. Bởi vì cả hai ứng cử viên đều đã quá quen thuộc và đã từng là tổng thống, nên không thể nói rằng các cử tri vẫn chưa biết rõ hoặc còn điều gì nghi ngờ về ông Joe Biden hay ông Donald Trump điều đó cho thấy chiến dịch tranh cử có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bên ngoài cũng nhiều không kém gì hình ảnh hoặc chính sách của bản thân ứng cử viên ông tony fabrizio hiện đang làm việc cho siêu ủy ban hành động chính trị pac ủng hộ ông trump cho biết hiện tại chúng tôi đang tập trung vào vấn đề nhập cư và kinh tế nếu trọng tâm chuyển sang các vấn đề mà ông biden có xu hướng làm tốt hơn thì điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ông biden Tim Pawlenty, cựu thống đốc bang Minnesota và từng tham gia cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc đua hiện nay đang dẫn tới cuộc tái đấu giữa hai đối thủ cũ và điều quan trọng là phải tập trung vào các vấn đề đã thay đổi kể từ năm 2020. Các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng những thay đổi so với lần gần đây nhất của cử tri Mỹ lựa chọn giữa ông Trump và ông Biden vào năm 2020 là quyền phá thai và cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một điểm đáng chú ý màn tái đấu giữa ông Trump và ông Biden là cuộc tranh cử mà rất ít người Mỹ mong muốn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả hai đều có tỷ lệ ủng hộ thấp. Năm 2016, ông Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đều không được nhiều người ưa thích khi họ đang trên đà giành được đề cử của đảng mình. Khi đó điều này đánh dấu một điểm thấp trong lịch sử nước Mỹ vì có tới hai lựa chọn bị chỉ trích rộng rãi, nhưng mức độ không ưa thích đối với hai ứng cử viên hiện nay thậm chí còn lớn hơn. Cuộc thăm dò của Journal NBC News vào tháng 5 năm 2016 cho thấy 41% cử tri có quan điểm rất tiêu cực đối với bà Clinton và 44% đối với ông Trump, trong khi đó tỷ lệ cử tri có quan điểm rất không tán đồng đối với cả ông Biden và ông Trump hiện nay đều ở mức khoảng 50%. Dù vậy, ông Mike Bolson, một nhà thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ nói rằng lịch sử không chỉ dẫn gì nhiều về cách đọc con số thăm dò của năm 2024 để dự đoán cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.